tỉnh và thanh tra sở. Làm thế nào để chức năng nhiệm vụ của ba lực lượng thanh tra này được quy định rõ ràng, tránh chồng lấn? Kế hoạch cụ thể của các đoàn thanh tra ra sao để thực chất và hiệu quả, tránh tình trạng đoàn chưa đến cơ sở đã biết để chuẩn bị tiếp đón, hoặc chống rong cờ mở nhưng cuối cùng chỉ là để cưỡi ngựa xem hoa. Những nội dung đáng chú ý tiếp theo trong bản tin tối nay: Mỹ ghi